Hiện tại hai tài đang ngồi trên ghế nóng, đang đi tốc độ. Bữa nay anh em mình ra đồng giải trí thư giãn trong cuộc sống ha. Xe này 70. Đấm cái mương luôn đây, cái mương ta đó ông luôn. Máy này thì 70 blue anh em ơi. Ui cha, có thể sẵn vô luôn kìa, gan ghê không? Đang đi tốc độ luôn. Còn đây thì DC 105, hai cây chạy chung một lô luôn. Gom ra nhuyễn nhừ luôn. Trăm lẻ này thì 1 phút 3.600 vòng. Coi cái bu ly nó chạy kìa, chớp kìa, nhanh khủng không. Trăm lẻ bị dấp lử rồi. Còn 70 blast đang đi lên. Ở đây còn 1-2 miếng này là miếng cuối cùng luôn anh em ơi. Không. Trăm lẻ đuổi theo 70 blood. Trăm lẻ cũng vẫn đi sau. 70 thì nãy giờ cũng vẫn đầu hoài luôn. 70 này thì là 70 độ á. Chạy mướt mượt luôn ha. Phóng liền. Máy này cũng có chút xíu tốc độ chứ không thường đâu máy này nè. cố gắng theo 70 blood nãy giờ dấp lử hoài. Tài này chạy cũng tốc độ lắm chứ không phải thường, nhưng mà tại vì bị dấp lử bó tay luôn. Dấp lử cái mất thời gian, mất môi ra. 70 blood dẫn đầu hoài luôn. Ghê ha. Tiếp theo thì 100 cũng đang đi tới luôn. Ý
Đấy, lúc này thì tài 105 đang đi tốc độ theo 70 cách cự ly cũng không xa. Ây cha, rồi dấp lử nữa rồi, theo không kịp luôn. Dấp lử hoài ta ơi, ngẹn hoài luôn á. Rồi quất luôn, bấm theo. Bảy mươi này ăn cũng lúc hàm luôn chứ không thường đâu nghe. Bảy mươi này thì hàm ghiên bánh ghiên luôn anh em ơi. Có chút xíu tốc độ về poly, chắc độ poly nhỏ lại quá. DC105 nãy giờ ngẹn liên tục luôn à, hỏng luôn nè. Đó, đang nuốt vô nè. Đó. Rồi, quất luôn. Trời lúc hàm luôn mà. Tài này chạy cắt lúa rất đẹp luôn á. Miếng này thì cũng cuối đồng luôn anh em ơi. Ở đây thì thuộc xã Bình Giang. Giấc này trời chỉ mưa quá, chỉ mưa màn hình hơi tối anh em thông cảm. Ở đây thì xã Bình Giang của huyện Hòn Đất. Còn lam này nữa thì cuối cùng luôn anh em ơi. Cũng cuối đồng luôn. Xe kéo cũng đang gom lúa luôn. Hai cây cắt thì hai cây kéo.
100 lẻ thì còn vét cái bờ nữa là xong à. Máy cắt cũng vừa xong luôn đó anh em à. Thì ga vác lúa xuống ghe luôn. Mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.